Làm sao gọi là tin Phật, phải gọi là tin ma. Vì tin nơi ma quỷ nên họ phá hoại Phật Pháp. Và vì vậy, đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới. Hoặc là thiên tai, nhân họa hay là lan tràn bệnh dịch. Thiện tai như lục lội, hạn hán, nạn châu chấu, phá hoại mùa màng, vân vân. Nhân họa như vụ rớt máy bay, xe lửa chật đường ray, đụng xe, vân vân. Những tai ách này xảy ra hầu như không có lý do rõ rệt nào và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng có người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy đến. Họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy. Thiên tai không phải thiên có tai họa, chính nhân loại chịu tai họa. Nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết hay không? Quý vị có thích giết người hay không? Tốt lắm, vậy chúng ta cùng chết. Cho nên động đất, những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. Tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng, tất cả những thiên tai nhân họa, những trận động đất, máy bay rớt, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu ít và cố tìm phương thức chữa bệnh này. Thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm. Họ cố chữa bệnh này chẳng những đã thất bại, lại còn tạo ra một thứ ít khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này còn đáng sợ hơn bệnh ít nữa, bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay. Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua, không những bệnh nhân không thể lành, mà ngay cả các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người đã chết vì bệnh này. Chẳng có cách nào trốn thoát. Ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ, chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí. Loại bệnh này còn nguy hại hơn cả bom nguyên tử hay cả bom sinh khí. Cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác, và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cùng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh AIDS này. Quý vị hãy nhìn lại xem, có phải thật là khủng khiếp lắm không? Giờ đây, trên khắp thế giới, nếu chúng ta đếm số người mắc bệnh AIDS và chứng sưng phổi mới này, thì con số không phải là nhỏ. Vì rằng, một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh sưng phổi này ngay khi còn trong bào thai. Cho nên khắp thế giới, giờ cuối cùng của con người đã điểm, cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại, có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này. Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận đại hồng thủy mà không một ai có thể ngăn chặn. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành khẩn thiết trì tụng chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 bệnh tật trên thế gian. 84.000 chứng bệnh thì bao gồm cả AIDS và viêm phổi. Chúng ta phải sinh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm như thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần
của cuộc sống hàng ngày của mình. Được vậy, bệnh S sẽ sợ bệnh viêm phổi cụt ngắn. Nhưng cần yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống sót. Không phải tôi cố ý muốn nói điều này để hù dọa quý vị. Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng. Thời đại này không phải là thời đại hòa bình. Đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thông thiết lớn tiếng với các quý vị rằng sáng dậy không chắc gì ta yên được đến tối. Vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc không ai có thể ngờ. Trích lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 16 tháng 8 năm 1992 tại chùa Kim Luân, Los Angeles. Khai thị Tân Xuân âm lịch 2020 của Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Viện Hán Học Malaysia. Chư ác mạt tác tuế tuế bình an, chúng thiện phụng hành niên niên như ý. Có nghĩa là không làm các điều ác thì tuổi nào cũng bình an, phụng hành các điều thiện thì năm nào cũng như ý. Cải vãng tu lai sải tâm dịch hành, có nghĩa là sửa xưa tu nay, rửa tâm đối hành. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, chúc mọi người năm mới tốt lành. Năm mới, chúng tôi xem được trong kinh Thọ Tân Tuế sự sám hối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là khai thị rất lớn cho chúng ta. Đó là sự giáo dục tốt nhất. Phật nói chính Ngài: ngã kim dục thọ tân tuế, ngã vô quá cũ ư chúng nhân hồ, hồ bất phàm thân khẩu ý gia. Có nghĩa là ta nay sắp nhận tuổi mới, ta có lỗi với mọi người hay không? Lại có phạm lỗi của thân khẩu ý hay không? Năm mới, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng khai thị cho mọi người. Ngài dẫn đầu phân tỉnh. Thứ nhất, trong năm nay đây, ta sự việc đối người tiếp vật có sơ suất hay không? Hãy nói cách khác, có việc nào mắc lỗi lầm đối với người khác hay không? Thứ hai, ta có phạm lỗi thân khẩu ý hay chăng? Chính là ta có tạo 10 ác nghiệp hay không? Thân tạo ra sát, đạo, dâm, khẩu, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngữ, ác khẩu, ý, tham, sân, si. Thân 3, khẩu 4, ý 3. Ta có phạm hay không? Khai thị năm mới ấy, chúng ta liền lãnh hội được Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày đều là phản tỉnh như thế. Năm mới thì càng đặc biệt cảnh tỉnh. Đó là ngày thành Phật rồi,
là quả vị rốt ráo viên mãn. Mà còn phải làm như vậy, ngày ngày kiểm điểm, ngày ngày phản tỉnh, huống hồ phàm phu chúng ta. Chúng ta suy xét chính mình là phàm phu sanh tử mà không biết phân tỉnh, không biết sửa lỗi lầm, thì chúng ta ở trong lục đạo luân hồi là ngày càng đi xuống, không thể đi lên. Phải biết điều này, không phải là đi lên thì là rớt xuống. Vậy nguy hiểm biết bao, tiền đồ là một màu tối đen. Còn có thể phóng dật sao? Còn có thể giải đãi sao? Phó mặc cho vô thường đến, luống cuống tay chân. Lúc đó thì muộn rồi, không còn kịp nữa. Phải nhân lúc thân thể chúng ta còn khỏe mạnh, đầu óc còn sáng suốt, phải nghiêm túc sám hối, phải triệt để sửa lỗi làm mới chính mình. Học Phật được bao nhiêu phần giống với Phật, đó mới là người thật sự là thông minh. Đấy là Phật làm ra tấm gương cho chúng ta. Lúc năm mới, tôi nhớ có một lần đón năm mới, thầy Lý vì đại chúng liên xã mà khai thị. Vừa bắt đầu liền nói, năm mới mọi người đều vui mừng hớn hở. Gặp nhau thì câu đầu tiên là chúc mừng, chúc mừng. Suy xét kỹ càng thì có gì đáng mừng? Thọ mạng giảm mất một năm rồi, nghiệp chướng tăng thêm không ít. Nghiêm túc mà nói là đáng buồn, nào có gì đáng mừng đâu chứ. Người thế gian điên đảo, đem việc buồn làm thành việc vui. Còn sự việc đáng mừng thì sớm quên sạch sành sanh rồi. Nếu tình đời chúng ta năm sau tăng nhạc hơn năm trước, đạo niệm năm sau nồng hậu hơn năm trước, vậy thì đáng mừng. Vẫn đang làm danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, không đem câu Phật hiệu này làm thành một sự việc, vậy thì có gì đáng mừng đâu. Phải sanh thế giới cực lạc, phải học A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Quý vị mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày học tập là không rời khỏi A-di-đà Phật. Bất luận là lúc nào, dù cho ở nơi đâu, đều không rời khỏi A-di-đà Phật. Đó gọi là thật niệm Phật. Phải đem đạo lý trong kinh điển biến thành
tư tưởng, kiến giải của chính mình. Đem giáo huấn trong đó biến thành hành vi đời sống của chính mình, khiến cho chính mình hoàn toàn tương ứng với kinh điển. Kinh điển và tư tưởng kiến giải hành vi của chính mình dung hợp thành một thể, gọi là khế nhập cảnh giới Di Đà. Quý vị có thể khế nhập cảnh giới Di Đà, không cần hoàn toàn, chỉ khế nhập được ít phần, thì liền nắm chắc vãng sanh. Nếu khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, việc làm của chúng ta trái ngược với trong kinh dạy, vậy thì quý vị ngày ngày niệm tụng cũng vô dụng. Quý vị không thể vãng sanh, cho nên kinh giáo không phải là niệm, mà kinh giáo là dạy chúng ta phải thực hành. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta cần làm gì, thì chúng ta nghiêm túc nỗ lực đi làm. Dạy chúng ta không nên làm gì, thì chúng ta chẳng những không được làm, mà cũng không thể khởi ý niệm. Phật, Bồ Tát phù hộ chúng ta như thế nào? Giáo huấn trong kinh điển là phù hộ chúng ta. Chúng ta có thể ý giáo phụng hành, trồng thiện nhân được thiện quả, đó là phù hộ. Như Lai sở hành, diệt ưng tùy hành, chủng tu phước thiện, cầu sanh tịnh sát. Có nghĩa là Như Lai đã hành cũng nên hành theo, tu trồng phước thiện, cầu sanh tịnh độ, là tổng kết toàn kinh của kinh Vô Lượng Thọ. Như Lai đã hành trên tâm hành là hành thanh tịnh, hành bình đẳng, hành giác, chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trên sự tướng, chúng ta đem vô lượng, vô biên Như Lai hành. Quy nạp thành năm khóa mục, đó là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập đại nguyện vương. Đó chính là đang thực hiện A Di Đà Phật vạn đức hồng danh trong cuộc sống của chúng ta. Năm khóa mục này không những là gốc rễ tu học của pháp môn Tịnh Độ, mà có thể nói là tổng quy kết của tất cả pháp mà Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Ngay trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều có thể tương ứng với năm khóa mục đó, thì đấy chính là đã thực hành vạn đức hồng danh. Có thể tiếng tiếng Phật hiệu đều là đầy đủ năm khóa ấy. Đó chính là công đức của Phật. Quay đầu suy xét chính mình, chính mình khác biệt với Phật ở nơi nào? Đối với năm khóa mục này, chúng ta phải làm được, đem nó biến thành đời sống, hành vi của chúng ta. Thì chúng ta mới là tâm đồng Phật tâm, nguyện đồng Phật nguyện,